Xin chào các bạn, thì hôm nay bên Kuto mình mới nhận cái hàng này từ bên HM gửi. Đây là hàng mà mình order theo nhu cầu của khách và theo cái đợt sale này của HM. Như bạn thấy thì đây là một cái dáng túi cỡ lớn và chất da của nó thì rất là mềm và nhìn rất là thật, bạn có thể nhìn thấy đây. Và nhìn nó không bị bóng giả, và với cái chất da này thì các bạn không lo nó bị nổ ra, trừ khi là các bạn đi nước hoặc là các bạn va chạm đâu làm chảy xước. Từ cái đường nét mũi khâu của nó này và khóa may rất là cẩn thận. Hàng sale lên, thật ra nếu bạn mua thì nó chỉ ngang với cái hàng Trung Quốc dạng nước đẹp mà các bạn giá, thì chỉ ngang với cái hàng Quảng Châu thứ các bạn hay mua thôi, nhưng mà về chất liệu thứ nó hơn hẳn. Từ cái họa tiết của nó rất là đơn giản, ví dụ như ở đây ở hai cái phần quai túi này, nó chỉ có duy nhất cái kim loại nó làm viền theo đây, nhưng các bạn thấy nhìn rất tinh tế và cái túi nó làm cái túi nhìn rất là sang và sáng. Và cái túi này là cái túi dáng mềm và các bạn có thể kéo hai cái đầu túi này như này khi sử dụng, và ra nó sẽ là túi dáng như thế này. Đấy. Khi bạn dùng nó là dáng mềm nên là bạn có thể đút ở chỗ nào cũng gọn, bạn có thể để cúp xe hay là khi bạn bỏ ra bạn để sau ngăn kéo thì nó sẽ là dáng như này, bạn đút được nhiều thứ và nhìn nó cũng theo phong cách trẻ mới, rất rất là mềm. Còn phía bên trong túi này, đấy, khi bạn dùng bạn kéo ra thì bạn để được vô số trong này. Cái lót của nó may cũng rất là cẩn thận, đây thương hiệu của HM. HM của Đức và có một ngăn kéo con trong này. Cái này là túi tiện, rất tiện cho mọi người mà đi đi làm đấy, đi công sở. Và đây là một cái túi bé, túi đeo chéo của HM đây, của khách. Mình cũng đặt túi này, mình đặt sale. Như bạn thấy cái chất da, da giả bò nhưng mà chất da rất là mềm, nhìn rất là thật. Da này thì sử dụng được rất là lâu chứ cũng không lo bị nổ, trừ khi là bạn làm nó chảy xước thôi. Còn đây là phía bên trong túi này, khóa và cái đường may rất là cẩn thận, và cái nắp khóa nó là như này. Bạn có thể nhìn là nó rất là, đây là dạng túi rất là trẻ, bạn vừa có thể đi du lịch hay là đi đâu bạn cũng có thể mang theo nó. Và đây là cái quai đeo chéo của cái túi này. Đấy, bạn có thể thay đổi, bạn có thể đeo kẹp nách hay bạn kéo dài ra để đeo chéo đều được. Túi rất là đẹp và đủ rộng thoải mái cho bạn để, và nó là dáng mềm nên là bạn có thể cất nó cũng gọn gàng nữa. Rồi, cảm ơn bạn đã xem clip của Kuto. Để đặt mua hàng hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn liên hệ kuto.vn hoặc vào Facebook Shop Kuto hoặc theo số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn.